Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quy Caudio. Bộ truyện Cô Vợ Thay Thế Tổng Tài Bức Hôn, mình dự tính nó sẽ rơi vào khoảng 25 tập. Thì hiện tại chúng ta đang đi được nửa chặng đường rồi. Tập ngày hôm qua Nhạc Thanh Giao đã quay trở lại và lấy lại thân phận của mình. Để đảm bảo cho thân phận của mình không bị bại lộ thì Phù Dung đã bị Nhạc Thanh Giao rạch nát mặt. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó chính là Nhạc Thanh Giao không hề muốn rạch mặt Phù Dung nha mọi người, mà là phải nghe theo lời của người đàn ông mà có màu mắt màu lam đó. Hiện tại thì thân phận của người này vẫn còn là một ẩn số. Và tiếp sau đây thì sẽ là một màn quay trở lại của Phù Dung trả thù Từ Ngưng Viên. Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa anh ta và ông nội của mình thì cô luôn cho rằng là anh ta lừa dối cô, đem tình yêu làm cho cô yêu thật lòng, sau đó thì lừa dối cô. Nhưng thực chất thì không phải vậy. Từ Ngưng Viên chỉ là muốn bảo vệ Phù Dung thôi. Liệu hai người sẽ có những diễn biến như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Phù Dung nghe thấy ba từ Từ Ngưng Viên thốt ra trong miệng của bà Dung Hoa mà kinh ngạc tột độ. Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ hoảng loạn. Vì sao mẹ lại biết được cái tên này? Mẹ! Phù Dung muốn nói gì đó nhưng đã bị bà Dung Hoa tranh nói trước. Con không cần phải hỏi mẹ là ai đã nói ra cái tên này. Mẹ cũng không phải bị ai lừa gạt đâu, bởi vì chính con đã nói cho mẹ nghe đó. Con sao? Phù Dung càng trở nên kinh ngạc hơn. Đúng vậy. Suốt một năm mẹ trở thành người thực vật, những lời tâm sự của con mẹ đều có thể nghe thấy hết. Tuy nó rất mơ hồ, nhưng mẹ vẫn có thể nhớ được chuyện con từng nói con có chồng. Chồng con tên Từ Ngưng Viên. Bà Dung Hoa đau lòng nhìn Phù Dung mà nói. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Phù Dung bối rối, lắp bắp không biết phải giải thích với bà Dung Hoa như thế nào cho phải. Mẹ à, cũng có thể là mẹ nhớ nhầm rồi đúng không? Hiện tại mẹ mới tỉnh dậy, thần trí chưa được tỉnh táo hẳn. Mẹ nghe lời con, chúng ta đi ngủ được không? Ngủ một giấc rồi đến sáng mai, rồi chúng ta hãy nói chuyện tiếp, được không mẹ? Phù Dung thận trọng mà khuyên nhủ. Thần kinh của mẹ cô trước giờ đã không ổn định, sau khi tỉnh dậy dường như còn nghiêm trọng hơn. Mẹ nhớ nhầm. Vậy còn con thì sao? Con vừa khóc vừa nói mớ gọi tên Từ Ngưng Viên thì là thế nào hả? Bà Dung Hoa hét lớn lên, nước mắt ngày một nhiều hơn. Phù Dung lại trở nên chết lặng. Cô gọi tên Từ Ngưng Viên trong giấc ngủ ư? Con... Phù Dung hoảng loạn, đầu đau như búa bổ. Được rồi, con thừa nhận con với Từ Ngưng Viên có quen biết. Nhưng chuyện con và anh ta xảy ra thì đâu có liên quan gì tới mẹ chứ. Tại sao mẹ lại phải tự trách mình? Con thực sự không hiểu. Phù Dung ơi là Phù Dung, vì sao con lại phải khổ như thế chứ? Bà Dung Hoa nghe Phù Dung nói vậy thì khóc nức lên, khịu hẳn xuống sàn nhà. Con đi đi, đừng về đây nữa. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy hả? Phù Dung nhào đến, định ôm lấy bà Dung Hoa, nhưng lại bị bà đẩy ra. Đừng gọi ta là mẹ. Phù Dung, ta không phải là mẹ của con. Bà Dung Hoa vừa khóc vừa nói. Ta chỉ là người hầu của mẹ con mà thôi. Năm đó ta nhận lời của Nhạc phu nhân, đưa con ra ngoài sống. Nhưng do ta vô dụng, không thể khiến cho con có một cuộc sống tốt hơn, lại khiến con phải sống khổ cùng ta. Là ta có lỗi với con, có lỗi với Nhạc phu nhân, là lỗi của ta. Năm đó vợ của ông Nhạc Liên Thành sinh được một cặp song sinh, hai cô con gái. Bà Nhạc không hiểu vì sao lại muốn giấu giếm mọi người, chỉ nói sinh được một đứa con gái là Nhạc Thanh Giao. Còn Phù Dung thì bà đưa cho người hầu thân cận đem ra ngoài sinh sống. Bà Dung Hoa nghe lệnh của bà Nhạc chăm sóc Phù Dung khi còn đỏ hòn. Bà cứ tưởng rằng sau mấy năm thì bà Nhạc sẽ đến nhận lại Phù Dung. Nhưng không ngờ người phụ nữ đấy mình yêu, Phù Dung cứ thế mà sống cùng với bà Dung Hoa đến lớn. Đối với Phù Dung, bà luôn luôn chăm sóc, đối đãi như đứa con ruột của bà. Thế mà bà ngu dốt, lại bệnh quanh năm chẳng thể cho Phù Dung một mái nhà êm đẹp. Cuộc sống khó khăn, bà lại trở thành gánh nặng của cô. Đứa con này của bà từ năm lớp 10 đã phải trang trải hết mọi thứ trong gia đình.
Người đàn ông đó đã nói đúng, nếu bà còn sống thì mãi mãi chỉ có thể đem lại phiền phức cho Phù Dung mà thôi. Chỉ cần bà chết thì Phù Dung mới không còn vướng bận nữa. Phù Dung có thể không kiêng dè gì mà quay về với người đàn ông tên Từ Ngưng Viên. Bọn họ sẽ không thể dùng bà uy hiếp con gái của bà nữa. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà. Phù Dung vẫn không hề hay biết những suy nghĩ đầy sóng gió trong lòng của bà Dung Hoa. Cô chỉ nghĩ rằng mẹ mới tỉnh dậy sau khi bệnh nặng 1 năm, tâm lý không được ổn định. Chuyện bà Dung Hoa không phải mẹ ruột thì Phù Dung đã có thể đoán được từ giây phút mà Nhạc Thanh Giao xuất hiện. Làm gì có ai giống nhau đến như vậy? Nếu Nhạc Thanh Giao là chị ruột của cô, thì mẹ cô đương nhiên không phải là bà Dung Hoa rồi. Còn nếu như Nhạc Thanh Giao là con ruột của bà Dung Hoa thì thái độ đã khác. Chính cái thái độ khinh miệt của Nhạc Thanh Giao đối với mẹ con cô khiến Phù Dung hiểu rõ. Nhưng chuyện đó không hề quan trọng, bà Dung Hoa vẫn mãi mãi là mẹ của cô. Dù có như thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Con thực sự xem mẹ là mẹ ruột. Mẹ đừng nghĩ bậy bạ nữa được không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, đến một nơi khác sống được không mẹ? Đến nơi không ai biết chúng ta là ai hết. Con sẽ kiếm một việc làm ổn định, chăm sóc mẹ khi về già, mẹ nhá. Phù Dung khóc nức nở, níu lấy tay mẹ cô mà nói. Phù Dung, con nhất định phải sống thật tốt biết không? Bà Dung Hoa đưa tay lên khẽ vuốt ve gương mặt của Phù Dung, lớp băng trắng đã bị bong ra, lộ ra từng đường rạch ghê sợ. Mắt bà trợn lớn lên, bàn tay trở nên run rẩy. Những âm thanh của người đàn ông đó lại ùa về trong đầu. Đây là lỗi của bà, lỗi của bà. Không được, bà không thể nào tiếp tục khiến Phù Dung đau khổ về mình nữa. Bà Dung Hoa đột ngột đẩy mạnh Phù Dung ra, chạy vội về phía ghế dài tìm lấy vật gì đó. Mẹ, mẹ định làm gì vậy hả? Phù Dung bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, vội chạy đuổi theo phía sau bà. Phập. Tiếng vật nhọn cắm vào da thịt giữa đêm tối càng trở nên rõ ràng hơn. Phù Dung khựng lại, sau khi nhìn rõ được tình trạng của bà Dung Hoa thì lập tức điên cuồng mà hét lớn. Không, không. Phù Dung lao nhanh đến ôm chầm lấy bà Dung Hoa, bàn tay run rẩy lật người bà lại. Trên bụng của bà có thêm một chiếc dao nhỏ, máu từ đó tuôn ra không ngừng. Phù Dung hoảng loạn mà đưa tay che kín lại miệng vết thương, không ngừng lắc đầu nói trong tiếng nức. Không, không được. Mọi chuyện không thể thành ra như thế này được. Mẹ cố lên, con đi gọi xe cứu thương. Đúng rồi, phải gọi xe cứu thương. Phù Dung định nhổm dậy thì đã bị bà Dung Hoa níu lấy. Máu từ trên tay bà bám đầy trên cổ tay của Phù Dung, trông cực kỳ nhức mắt. Phù Dung, con nhất định phải thật hạnh phúc. Vì sao chứ? Mẹ muốn con hạnh phúc. Mẹ muốn con hạnh phúc mà lại rời xa con. Mẹ bảo con phải hạnh phúc như thế nào đấy hả? Phù Dung siết chặt lấy tay bà, không cam lòng mà hét lớn lên. Cô hoang mang không thể hiểu nổi lý do vì sao bà lại quyết định làm ra chuyện này. Gương mặt của bà Dung Hoa trước mặt cô nhòe hết cả đi, nhưng Phù Dung vẫn thấy được nụ cười hiền từ của bà dành cho cô. Bà Dung Hoa không nói thêm gì nữa, ánh mắt trở nên đờ đẫn, rồi nhắm chặt lại, bàn tay đang nắm cổ tay của Phù Dung buông lơi. Không, không, tỉnh lại, mẹ tỉnh lại đi mà, con xin mẹ đó. Phù Dung ôm chặt lấy bà Dung Hoa, ngửa đầu lên trời mà hét lớn. Trong đêm tối vang lên tiếng kêu gào đầy thê lương của người con gái. Gió mưa bên ngoài cũng như đang khóc than cho cô. Tiếng mưa xen lẫn tiếng khóc, Phù Dung khóc đến đau thắt ruột gan. Nhưng người được cô gọi đã mãi mãi không thể nào tỉnh dậy được nữa. Một đêm mưa gió qua đi, ngày mới bắt đầu bằng tia nắng rọi vào cửa sổ. Trong căn nhà trọ cũ kỹ, người con gái nằm gục đầu trên thân xác của người phụ nữ đã trở nên lạnh ngắt. Mắt của Phù Dung đầy tơ máu, sưng phù, cả người như bị hút mất hồn. Cô dường như muốn cứ thế mà ôm lấy bà Dung Hoa cùng chết đi. Chíp chíp. Tiếng động bên khung cửa sổ thu hút ánh nhìn của Phù Dung. Cô liếc qua sau đó thì chết lặng, nước mắt tưởng chừng như đã cạn, lại một lần nữa tuôn ra. Phù Dung chống tay đứng dậy, ngã ập xuống sàn rồi lại một lần nữa bò dậy. Cô dáng nết đến chỗ cửa sổ, đưa tay với lấy chậu hoa nho nhỏ, sau đó nâng niu nó trong tay mà chạy lại về chỗ của bà Dung Hoa. Mẹ à, hoa Phù Dung nở rồi nè. Phù Dung nở một nụ cười méo mó, nước mắt thì nhau rơi xuống.
Cô cắn chặt răng để ngăn đi tiếng khóc mà nói tiếp. Mẹ dậy làm bánh phù dung cho con ăn đi được không? Không có tiếng nói phản hồi lại cho phù dung, cả căn phòng chìm vào trong lạnh lẽo và chết chóc. Phù dung một lần nữa đổ ập lên người bà Dung Hoa, nức lên từng cơn. Phù dung, chờ khi hoa nở xong là vừa kịp lúc đón sinh nhật của con. Lúc đó mẹ sẽ hái hoa và làm bánh, ăn trong ngày sinh nhật cho con ăn nhé. Yeah, con yêu mẹ nhất. Nhất định bánh sẽ rất ngon. Ừ, ngon lắm. Mẹ từng ăn một lần mà nhớ mãi đó. Những hình ảnh vui vẻ năm ngoái hiện về khiến Phù Dung gục ngã. Bà Dung Hoa từng hứa khi chậu hoa này nở sẽ làm bánh Phù Dung cho cô ăn. Vậy mà giờ đây hoa nở rồi, món bánh đó đến khi nào cô mới được ăn đây? Rầm rầm rầm. Những tiếng động cực lớn vang lên, Phù Dung chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì cả người đã bị một lực kéo ra. Sau đó cả người Phù Dung cứ thế mà bị ném ra xa khỏi người của bà Dung Hoa. Bác gái, bác gái. Giọng nói đầy lo lắng và hoảng sợ của tưởng ưng viên vang lên. Phù Dung đau đớn nhổm dậy thì thấy trước mặt là hình ảnh tưởng ưng viên đang không ngừng lay người gọi mẹ cô dậy. Anh ta run run đưa tay lên trước mũi của bà. Sau khi xác nhận bà đã mất thì mặt mũi trắng bệch. Tưởng ưng viên quay lại nhìn về phía cô, ánh mắt đầy căm thù mà hét lớn. Khốn kiếp, là cô giết chết bà ấy hả? Tưởng ưng viên cảm thấy cực kỳ tức giận và sợ hãi. Nhạc Thanh Giao vừa mới qua cơn nguy kịch thì anh lập tức nhận được tin báo bà Dung Hoa đã biến mất. Anh biết người mẹ nuôi này đối với cô là cực kỳ quan trọng. Vì lo sợ Nhạc Thanh Giao lại tiếp tục chịu đả kích nên Tưởng ưng viên đã đích thân đi tìm bà. Nhưng anh không thể ngờ khi gặp lại thì bà Dung Hoa đã chết. Tưởng ưng viên cảm thấy cực kỳ lo sợ. Nếu như chuyện này để Nhạc Thanh Giao biết được, chắc chắn cô ấy sẽ không sống nổi mất. Trước câu hỏi của tưởng ưng viên, Phù Dung chỉ có thể bật cười trong nước mắt. Chuyện đang diễn ra đối với cô thực sự quá buồn cười. Người đàn ông này đang chất vấn cô việc mẹ cô chết sao? Anh ta biết nỗi đau mà cô đang mang lớn đến mức nào không? Anh ta có tư cách gì mà trách mắng cô, đổ tội cho cô? Phù Dung định mở miệng nói câu gì đó, nhưng khi chưa kịp thốt ra lời thì đã có thêm một người khác chạy vào. Mẹ, mẹ của tôi đâu? Không, không. Mẹ sao thế này? Nhạc Thanh Giao chạy vào, một vai diễn hoàn hảo. Người con gái mất mẹ trở nên hoảng loạn, nước mắt rơi trên mặt cô đầy đau đớn. Nhạc Thanh Giao lao đến chỗ của bà Dung Hoa mà run rẩy đưa tay ra, nhưng rồi lại như sợ hãi mà không dám chạm vào, chỉ ôm mặt khóc lớn. Tưởng ưng viên thấy Nhạc Thanh Giao trở nên như vậy thì rất đau lòng. Nhạc Thanh Giao hiện tại rất yếu, hơi thở khó nhọc, gương mặt cô đã tái mét, nay càng trở nên thương tâm hơn. Nhạc Thanh Giao, ai mượn chị đến đây khóc mướt? Chị không sợ gặp ác mộng hay sao? Phù Dung nhìn vở kịch mà Nhạc Thanh Giao đang diễn trước mặt mà cảm thấy buồn nôn. Cô, là cô đúng không? Là cô giết chết bà ấy. Nhạc Thanh Giao bỗng quay đầu nhìn Phù Dung mà hét lớn. Cô ta nhào qua mà nắm lấy cổ áo của Phù Dung. Tại sao vậy hả? Tôi đã bảo từ từ tôi sẽ được đủ tiền cho cô mà. Tại sao cô lại còn bắt cóc bà ấy? Tại sao cô lại phải giết bà ấy chứ? Trả lại mẹ cho tôi. Trả lại đây. Nhạc Thanh Giao hét lớn vào mặt của Phù Dung, bàn tay không ngừng đánh vào người cô. Những cái đánh khiến Phù Dung chết lặng, chỉ biết mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. Nhạc Thanh Giao có còn là con người hay không vậy? Tại sao lại có thể xấu xa đến mức này cơ chứ? Cô ta định đổi trắng thay đen, vứt hết mọi tội lỗi lên đầu cô ư? Khi những ngôn từ trở nên cạn kiệt, Phù Dung chỉ còn lại tiếng cười trong cay đắng. Cô liếc nhìn sang bà Dung Hoa đã trở nên tím tái trong lòng của tưởng ưng viên, bàn tay siết chặt lại. Sau đó Phù Dung vươn tay cầm lấy chậu hoa Phù Dung đang nằm bên cạnh, vung tay đập thật mạnh nó vào đầu của Nhạc Thanh Giao. Động tác cực kỳ nhanh và ngoan độc, mang theo tất cả những thù hận của Phù Dung. Choang, chậu hoa vỡ nát, máu từ trên đầu của Nhạc Thanh Giao bắn ra, văng cả lên mặt của Phù Dung. Nhạc Thanh Giao trợn lớn mắt, không thể tin nổi Phù Dung lại có thể ra tay như vậy. Cô ta lắp bắp mấy từ vô nghĩa trong họng, rồi ngã bịch xuống sàn nhà, nhắm mắt. Máu trên đầu của Nhạc Thanh Giao chảy càng lúc càng nhiều. Tưởng ưng viên đang bối rối không biết phải an ủi Nhạc Thanh Giao thế nào. Anh chỉ đành mặc cô mắng chửi hung thủ để giải tỏa uất ức trong lòng.
Thế nhưng sự việc tấn công của người con gái kia xảy ra quá nhanh, Tưởng Ngưng Viên hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến lúc Tưởng Ngưng Viên buông bà Dung Hoa ra, nhào đến bên người của Nhạc Thanh Giao thì cô đã bất tỉnh. Thanh Giao, Thanh Giao! Tưởng Ngưng Viên hoảng sợ mà hét lớn lên tên cô. Ánh mắt căm thù của Tưởng Ngưng Viên lại nhìn về phía Phù Dung một lần nữa. Cả người Phù Dung run lên vì sát khí ngùn ngụt trong mắt của Tưởng Ngưng Viên. Tưởng Ngưng Viên bế Nhạc Thanh Giao đứng thẳng dậy, dùng chân đá mạnh vào người của Phù Dung, cú đá khiến Phù Dung gập cả người lại. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng mong sống sót. Lạnh Khiêm, đưa cô ta đi. Dứt lời, Tưởng Ngưng Viên vội vàng bế Nhạc Thanh Giao chạy nhanh ra khỏi nhà trọ, lên xe chạy đến bệnh viện. Phù Dung ôm chỗ vừa mới bị Tưởng Ngưng Viên đá, cả người không còn chút sức lực. Cú đá mang theo toàn bộ sức lực của Tưởng Ngưng Viên, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều vỡ nát cả rồi. Bụng cô đau quá. Đi! Lãnh Khiêm vâng lệnh của Tưởng Ngưng Viên, tiến đến nắm cổ áo của Phù Dung mà áp giải lên xe. Phù Dung không phản kháng, cũng chẳng còn sức để phản kháng. Cô để mặc cho đám người này muốn đưa cô đi đâu thì đưa. Ngồi trên xe, cả người Phù Dung run rẩy, đôi bàn tay lại càng thêm run lợi hại hơn. Trong đầu lướt qua một suy nghĩ đáng sợ. Cô vừa mới giết người rồi đúng không? Cô giết chết Nhạc Thanh Giao rồi. Phù Dung bị đám thuộc hạ của Tưởng Ngưng Viên lôi vào trong bệnh viện. Cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn, nhìn Tưởng Ngưng Viên đang lo lắng đi qua đi lại. Sự lo lắng của Tưởng Ngưng Viên lúc này không phải là giả. Phù Dung không thể nhìn ra được trong lòng cô đang có tư vị gì. Lớp băng trên mặt của Phù Dung đã bị rơi rớt hoàn toàn, lộ ra gương mặt lởm chởm vết thương, nhìn không ra mặt con người nữa rồi. Máu từ vết thương rớm ra, chảy xuống cả sàn hành lang. Này, tôi đưa cô đi băng bó. Một vị y tá thấy thương thế trên mặt của Phù Dung như vậy thì không thể nhìn nổi nữa mà đề nghị. Phù Dung liếc lên nhìn người phụ nữ trước mặt để cảm kích. Cô có thể nhận ra đây là người y tá lúc đầu đã giúp cô băng bó vết thương. Người y tá không thấy Phù Dung lên tiếng, tự quyết định mà kéo cô vào phòng sơ cứu ngay sát bên cạnh. Tưởng Ngưng Viên lúc này chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến Phù Dung. Lãnh Khiêm cũng mắt nhắm mắt mở mà để Phù Dung rời đi. Lãnh Khiêm cũng cảm thấy gương mặt bị thương này của cô gái quá kinh dị rồi. Anh nhìn thêm mấy cái mà đã ăn không vô. Mới có một đêm không gặp, sao cô lại để bản thân trở nên thê thảm như thế này hả? Người y tá thở dài, dùng nước muối làm sạch vết thương cho Phù Dung. Nước muối đổ vào sẽ khiến người ta đau rát. Thế nhưng Phù Dung chỉ ngồi trơ ra đó không động đậy. Mọi giác quan trên người cô cũng dần mất đi rồi. Ọe! Bỗng dưng Phù Dung bịt miệng, trong bụng có thứ gì đó nhộn nhạo không yên. Cô vội vàng đẩy người y tá ra rồi lao vào trong nhà vệ sinh. Phù Dung ôm lấy bồn cầu mà nôn khan, gương mặt lại thêm trắng bệch xoạng người. Ọe ọe! Phù Dung ôm bồn cầu một lúc lâu, dạ dày co thắt. Từ tối hôm qua đến giờ cô không ăn gì hết, nhưng trong bụng lại cực kỳ khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được. Người y tá lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh, sau đó lại như nghĩ đến chuyện gì đó. Cô đi đến bên hộc tủ, lấy ra một thứ rồi đến gần bên Phù Dung, đưa nó cho cô. Tôi thấy cô cứ thử kiểm tra đi. Cô y tá ngập ngừng nói, khó khăn lắm Phù Dung mới ngăn lại cơn buồn nôn. Nghe thấy tiếng người y tá thì nhìn lên. Sau khi ánh mắt rơi vào chiếc que thử tay trong tay của cô ta, thì Phù Dung lập tức ngã bịch xuống sàn. Không thể nào! Phù Dung lắp bắp, lắc đầu ở đầy hoảng sợ. Cứ kiểm tra thử cho chắc. Tình trạng cơ thể của cô hiện tại rất kém. Nếu như thực sự có thai, thì cần phải có chế độ chăm sóc hợp lý. Chứ cứ để như vậy, thì đứa bé không sống nổi đâu. Cô thử đi. Cô y tá nói xong thì dúi que thử thai vào tay của Phù Dung, sau đó đóng cửa rời đi. Phù Dung ở lại một mình trong căn phòng nhỏ, sống lưng trở nên lạnh toát, hàm răng cắn chặt lại với nhau, môi run rẩy. Một lát sau, Phù Dung mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt vô hồn. Phù Dung không nói gì với người y tá cả, mà chỉ lướt qua cô rồi ra khỏi phòng sơ cứu. Cô trở về ngồi lại trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, cả người thất thần. Người y tá thấy bộ dáng của Phù Dung trở nên như vậy thì lập tức giật mình, vội vàng lao vào nhà vệ sinh kiểm tra. Ở trong thùng rác, chiếc que thử thai nằm chồng chơ, trên đó có hai vạch đỏ như màu máu. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu của Nhạc Thanh Giao đã mở, một người đàn ông trung niên mặc áo blue bước ra. Cô ấy thế nào rồi? Tưởng Ngưng Viên nắm lấy người bác sĩ mà hỏi vội.
Chuyện này cô ấy mất máu quá nhiều, lại bị thương từ trước. Chúng tôi không đủ nhóm máu của cô ấy nên đang chờ tìm kiếm thêm thì mới tiếp tục cuộc phẫu thuật được. Người bác sĩ khó khăn mà trả lời cho từng ứng viên. Ông cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ. Thế nhưng tình hình bệnh nhân quả thật không mấy khả quan. Ông không dám nói dối. Lần trước để diễn cho đúng, Nhạc Thanh Giao đã khiến cho bản thân bị tai nạn xe thật. Vì sợ từng ứng viên sẽ phát hiện ra việc nói dối nên Nhạc Thanh Giao chấp nhận hy sinh bản thân. Tai nạn thật, bị thương thật, mất máu thật. Cơ thể cô ta đã kiệt quệ. Thêm việc bị phù dung đập đầu, mất máu quá nhiều, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Thiếu máu? Các người chẳng phải có ngân hàng máu dự trữ sao? Từ ngưng viên nổi điên mà hét lớn. Thật xin lỗi, vừa hay là nhóm máu của Nhạc tiểu thư thuộc dạng hiếm. Máu trong kho dự trữ của nhóm này đã hết rồi. Nhưng Tư Tổng yên tâm, chúng tôi đang huy động tìm kiếm tình nguyện viên hiến máu. Rất nhanh thôi sẽ kiếm được người cùng nhóm máu với Nhạc tiểu thư. Chỉ cần có được, Nhạc tiểu thư chắc chắn được cứu. Người bác sĩ vội vàng giải thích rồi trấn an cho từ ngưng viên. Nói xong ông ta không nhịn được mà đưa tay vuốt mồ hôi trên trán mình. Vậy ông còn đứng đây ra làm gì hả? Đi kiếm ngay cho tôi. Dạ vâng. Từ ngưng viên nổi giận. Người bác sĩ lập tức bỏ chạy lấy người. Cả hành lang lại trở về im lặng. Lạnh Khiếm, đi kiếm người cùng nhóm máu Thanh Giao về đây cho tôi. Từ ngưng viên trầm giọng nói. Sau đó ánh mắt liếc về phía Phù Dung đang ngồi, lập tức bổ sung. Đem cô ta đi kiểm tra nhóm máu luôn. Nếu máu phù hợp thì dù có phải rút sạch hết máu của cô ta cũng phải đủ để làm phẫu thuật cho Nhạc Thanh Giao cho tôi. Giọng nói lạnh lẽo của từng ứng viên nhắm thẳng về phía Phù Dung. Cả người Phù Dung không nhịn được mà run lên. Tôi không đồng ý cho Nhạc Thanh Giao máu. Anh có quyền gì mà bắt ép tôi chứ? Phù Dung ngẩng đầu lên, đối mặt với từng ứng viên mà hỏi lại. Gào khóc cả một đêm, giọng Phù Dung đã trở nên khàn khàn. Từ ngưng viên chẳng thể nào nhận ra giọng nói của cô nữa rồi. Nếu cô không cho máu khiến Thanh Giao chết thì cô là kẻ giết người. Cô sẽ phải vào tù. Cô nghĩ tôi còn có thể để cho cô sống sót được sao? Hơn nữa, cô có muốn hay không thì tôi cũng có đủ khả năng ép buộc cô phải hiến máu. Thái độ của từ ngưng viên đầy cay nghiệt. Lãnh Khiêm đứng ở một bên đợi sẵn. Chỉ cần từ ngưng viên lên tiếng, anh chắc chắn đến kéo Phù Dung đi lấy máu. Cũng phải. Phù Dung bật cười lớn. Từ lâu cô đã biết rõ từ ngưng viên là con người máu lạnh vô tình rồi. Phù Dung còn có thể trông chờ gì để anh ta thương xót cho cô chứ? Trong mắt của từ ngưng viên thì mạng sống của cô chẳng khác gì con kiến. Muốn giết thì giết, muốn thả thì thả, đúng không? Anh không cần phải ép tôi đi kiểm tra máu. Máu của tôi đúng là cùng nhóm với Nhạc Thanh Giao đó. Phù Dung tự giễu. Chị em song sinh, máu có thể khác nhau được sao? Chỉ là nếu tôi hiến máu cứu sống Nhạc Thanh Giao, anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Đúng. Từ ngưng viên đáp ngắn gọn. Hiện tại đối với anh không có gì đáng bận tâm ngoài việc cứu sống Nhạc Thanh Giao. Được. Vậy từng công viên, tôi hỏi anh thêm một câu nữa. Anh phải trả lời cho tôi trước. Phù Dung hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ mà hỏi. Nếu lựa chọn giữa con của anh và người phụ nữ nằm trong phòng cấp cứu kia, anh sẽ chọn ai? Phù Dung thực sự không chắc với tình trạng thảm hại của cơ thể cô thì sau khi bị rút máu, đứa bé có còn sống được hay không. Hiện tại Phù Dung cảm thấy rất mệt. Ý nghĩa sống duy nhất của cô đã mất. Sinh mạng nhỏ nhoi này là vô tội, cô biết. Thế nhưng giờ đây đến cả mạng sống của cô, Phù Dung cũng không còn muốn duy trì nữa rồi. Đứa bé này cô để cho từ ngưng viên quyết định vậy. Tôi chọn Thanh Giao. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Tim của Phù Dung lập tức rớt xuống vực sâu. Người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô, lúc này lại đang làm gì thế này? Anh quyết định bỏ rơi con của mình chỉ vì người phụ nữ đó. Phù Dung cố nén nước mắt đang dâng trong hốc mắt, hỏi lại một lần nữa. Câu trả lời ngay lập tức, không một chút suy nghĩ của từng ứng viên đã khiến Phù Dung cảm thấy thực sự bi thương. Đứa bé này là con của anh và cô đó.
Đừng đứng đây để nói chuyện vô nghĩa nữa. Mau đi lấy máu đi. Từ Ngưng Viên nhăn mặt khó chịu mà nói. Câu nói của Từ Ngưng Viên đã khiến cho Phù Dung hoàn toàn chết tâm. Cô mệt rồi, không muốn níu kéo gì nữa rồi. Được, tôi làm theo ý anh. Phù Dung gật gật đầu, nước mắt đã không còn rơi nữa. Nhưng mà Từ Ngưng Viên, tôi hy vọng khoảng thời gian sau này, nếu anh có nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm nay thì sẽ không phải cảm thấy hối hận. Phù Dung nhìn thẳng Từ Ngưng Viên nghẹn ngào mà nói, ánh mắt của cô thê lương, tuyệt vọng và có cả thanh thản. Bởi vì dù cho anh có hối hận, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Phù Dung nói xong thì mỉm cười, sau đó chủ động quay lưng đi theo người y tá mà lấy máu. Từ Ngưng Viên nhìn theo bóng lưng của Phù Dung, chân mày nhíu chặt lại, trong tim lại không ngừng đau thắt. Từ Ngưng Viên khựu xuống, ôm chặt lấy ngực. Anh cảm thấy như có ai đó vừa lấy dao đâm thẳng vào ngực anh. Ánh mắt khi nãy của cô ta là sao chứ? Bắt anh lựa chọn giữa con của anh và Nhạc Thanh Giao sao? Người sinh con cho anh phải là người con gái mà anh yêu. Nếu như cô ấy chết rồi thì làm gì có con nữa? Người anh yêu còn đang nằm trong kia mà. Đến khi Từ Ngưng Viên ngẩng đầu lên một lần nữa thì bóng dáng người con gái đã biến mất hoàn toàn. Cái ánh mắt khi nãy của Phù Dung đã khiến Từ Ngưng Viên ám ảnh. Những năm tháng sau này, mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy đối với Từ Ngưng Viên đều là ác mộng. Nhưng lúc đó Từ Ngưng Viên chỉ một lòng muốn cứu Nhạc Thanh Giao. Đó là người con gái mà anh yêu. Anh không thể suy nghĩ điều gì khác được. Bằng mọi giá, anh cũng nhất định phải cứu được Nhạc Thanh Giao. Lấy máu xong, Phù Dung thoi thóp mà níu lấy tay cô y tá, nhờ dìu mình ra bắt taxi giúp. Chuyện của Từ Ngưng Viên và Nhạc Thanh Giao, cô không muốn liên quan đến nữa. Nhạc Thanh Giao sẽ sống hay chết thì Phù Dung cũng không quan tâm. Cô y tá mắt đỏ hoe, muốn nói Phù Dung ở lại đây cố gắng dưỡng sức. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Phù Dung, những lời muốn nói lại bị nghẹn trong cổ họng. Cô ấy giúp Phù Dung bắt một chiếc taxi, dìu Phù Dung nằm trên băng ghế sau, còn tốt bụng trả tiền dùng. Phù Dung trở về căn nhà trọ cũ của cô và mẹ. Xác của bà Dung Hoa đã bị Từ Ngưng Viên cướp đi. Trên sàn chỉ còn lại những vệt máu loang lổ và chậu hoa Phù Dung vỡ nát nằm trên sàn, trơ trọi không được ai để ý đến. Bông hoa Phù Dung tàn tạ, héo úa đang dần mất đi sinh mạng. Phù Dung mỉm cười, cô cảm thấy bông hoa này thật giống với bản thân mình. Nó phản ánh đúng với bản thân cô tại thời điểm này. Phù Dung lê từng bước chân nặng nhọc đến nằm bên cạnh chậu hoa vỡ nát. Cô đưa bàn tay của mình run rẩy mà cầm lấy bông hoa nhỏ đó lên ôm vào lòng, cuộn tròn người lại. Càng người Phù Dung càng lúc càng trở nên lạnh hơn. Cô biết sự sống đang dần rời bỏ cô, nhưng Phù Dung mặc kệ. Mẹ mất, Phù Dung coi như đã mất đi lý do sinh tồn mà cô coi là duy nhất. Tại giây phút này, Phù Dung chính thức buông bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm nỗ lực sống tiếp của bản thân. Con à, mẹ xin lỗi. Rầm, cánh cửa cũ kỹ lại một lần nữa bị tông mạnh. Lần này thì nó đã không trụ nổi nữa mà văng hẳn qua một bên. Cửa nhà mở toạc, một người đàn ông cả người tràn đầy mồ hôi xông thẳng vào bên trong. Anh hấp tấp tìm kiếm thứ gì đó. Ngay khi ánh mắt của anh rơi vào hình dáng người con gái nằm trên sàn đất thì liền hoảng hốt. Phù Dung, Phù Dung, cô làm sao vậy? Mạc Tử Thâm nhào đến ôm lấy cả người Phù Dung vào ngực. Anh vỗ vỗ nhẹ trên mặt của cô, luôn miệng gọi tên cô. Thế nhưng người con gái trong lòng anh vẫn im lặng. Môi cô đã trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt như có như không. Mạc Tử Thâm hoảng loạn, vội vàng bế thốc lấy người Phù Dung mà chạy ra ngoài. Thời điểm Mạc Tử Thâm chạy đến nhà trọ của Phù Dung gần như là lúc Phù Dung đang hấp hối. Mạc Tử Thâm dốc toàn lực và không tiếc bất cứ thứ gì để cứu được Phù Dung. Nếu nói Mạc Tử Thâm đấu với cả với tử thần để cướp lại Phù Dung cũng không phải quá. Máy móc y tế trong phòng cô luôn hoạt động, trên người của Phù Dung cắm chẳng chịt những dây nhựa khác nhau. Trên miệng chụp ống thở oxy loại hiện đại nhất. Cố lên, Phù Dung. Cô nhất định phải cố lên. Cô không được bỏ cuộc như vậy. Nghĩ đến đứa bé, nó đâu có tội gì đâu. Cô không thể kéo nó đi theo như vậy được. Mạc Tử Thâm nắm chặt tay người con gái tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, trong lòng không ngừng cầu khẩn. Mẹ của cô nữa, bà ấy ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cô trong bộ dáng hiện tại đâu. Vì vậy mà cô nhất định phải tỉnh dậy. Cô gái kiên cường luôn đối nghịch với tôi đi đâu rồi?
Mạc Tử Tâm cảm thấy không cam tâm, thực sự anh không cam tâm. Vì sao một người con gái tràn đầy nhựa sống như Phù Dung lại trần thành như thế này? Vì sao cô nàng ngốc nghếch này lại không chịu nghe anh khuyên nhủ? Ngay từ đầu anh đã bảo Từ Ngưng Viên không phải người tốt đẹp gì rồi, cô ngốc này cứ đâm đầu vào đó. Cô nhất định phải sống, nhất định phải khiến những kẻ khiến cô trở nên như thế này phải trả giá. Phủ Dung, cô có nghe thấy không hả? Mạc Tử Thâm hét lớn lên, tức giận đập mạnh lên thành giường bệnh của Phủ Dung. Cô nàng đã hôn mê 1 tháng rồi. Bác sĩ nói nếu hôm nay Phủ Dung không tỉnh dậy nữa thì... Tít tít tít. Phủ Dung nằm trên giường bệnh tròn 1 tháng. Mạc Tử Thâm luôn ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho cô. Ở một bệnh viện khác, Nhạc Thanh Giao sau khi truyền máu thì đã ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Cô nàng vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê. Từ Ngưng Viên ngày đêm túc trực, một bước cũng chưa rời khỏi. Từ Ngưng Viên luôn cảm thấy trong lòng bất an. Anh cứ có cảm giác người con gái anh yêu nhất sắp rời bỏ anh. Bàn tay đang cầm lấy tay Nhạc Thanh Giao càng siết chặt hơn. Từ Ngưng Viên đã đúng, cô ấy thực sự sắp rời bỏ anh thật rồi. Tuy nhiên người đó lại chẳng phải là người mà anh đang nắm tay hiện tại. Không, Thanh Giao, em bỏ súng trước có được không? Từ Ngưng Viên đưa hai tay về phía trước, cố gắng trấn an người con gái trước mặt. Nhạc Thanh Giao ánh mắt vô hồn, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn anh. Bàn tay cô đang nắm chặt một khẩu súng. Nhạc Thanh Giao chĩa thẳng họng súng nhắm ngay tim của Từ Ngưng Viên. Ngón tay của cô đặt ngay cò súng, chậm chậm dùng sức. Viên đạn có thể bắn ra vào bất cứ lúc nào. Thanh Giao, chúng ta có thể từ từ nói chuyện có được không? Suốt cuộc em hận anh vì chuyện gì chứ? Từ Ngưng Viên thực sự không hiểu vì sao Nhạc Thanh Giao lại trở thành như thế này. Hình ảnh trước mắt anh cứ mờ ảo, không thể xác định rõ xung quanh. Chỉ có Nhạc Thanh Giao là rõ ràng hy hữu. Trước mắt Từ Ngưng Viên bỗng nhoáng lên một cái. Gương mặt của Nhạc Thanh Giao bỗng biến thành một gương mặt bị chém chẳng chịt, máu chảy ghê rợn. Ánh mắt đầy căm thù khiến Từ Ngưng Viên ám ảnh. Gương mặt này anh từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Chết đi! Cô gái đó nghiến răng bóp cò thật mạnh. Bằng! Không! Từ Ngưng Viên ngồi bật dậy, trên trán túa đầy mồ hôi. Anh thở gấp gáp rồi ôm chặt lấy ngực mình. Cảm giác viên đạn găm sâu vào da thịt, xé toạc bên trong vẫn còn khiến Từ Ngưng Viên sợ hãi. Giấc mơ này quá chân thật, anh có thể cảm nhận nỗi đau đớn đó. Thêm một lần nữa gặp ác mộng, giấc mơ này cứ một thời gian anh lại mơ thấy một lần. Lần nào cũng khiến anh đau khổ. Từ Ngưng Viên không thể nào ngủ nữa. Anh thức dậy thay đồ, rồi quyết định đến công ty sớm. Mấy năm gần đây Từ Ngưng Viên dành toàn bộ tinh lực của mình vào công việc. Chỉ khi cắm đầu vào làm việc thì Từ Ngưng Viên mới có thể tạm quên đi những khó chịu chất chứa trong lòng mình, những cảm xúc hoang mang trong trái tim anh. Cốc cốc cốc. Vào đi. Tiếng giày cao gót vang lên, người thư ký xinh đẹp bước vào bên trong. Cô nàng tiến đến gần bàn làm việc của Từ Ngưng Viên rồi cúi đầu nói nhỏ. Từ Tổng, sắp đến giờ hẹn ăn trưa với phó tổng của công ty DSM rồi ạ. Phó tổng của DSM? Từ Ngưng Viên nhíu mày hỏi lại. Bên DSM có phó tổng từ bao giờ mà anh lại không biết nhỉ? Chẳng phải trước giờ chỉ có một mình Mạc Tử Thâm đứng ra giao dịch với bên anh thôi sao? Dạ vâng, phó tổng của DSM mới về nước. Nghe nói là một người phụ nữ trẻ tuổi được chi nhánh bên Ý cử vậy. Cô thư ký nhẹ nhàng phản hồi cho Từ Ngưng Viên những thông tin cô ta có được. Đối với vị phó tổng này của DSM, bên ngoài không có được nhiều thông tin lắm, cũng chưa từng ai thấy mặt qua bao giờ. Tôi biết rồi, cô lui ra đi. Từ Ngưng Viên phất tay, đứng dậy cầm áo vest mà đi ra bên ngoài. Từ Ngưng Viên xuống tầng hầm, tự lái xe đi đến chỗ hẹn. Nhà hàng 5 sao, phòng ăn sang trọng đã được bao từ trước. Lúc Từ Ngưng Viên tiến vào phòng thì vẫn chưa có ai đến cả. Từ Ngưng Viên liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt bước về ghế ngồi. Lần đầu tiên gặp mặt đã không đúng giờ rồi. Người phó tổng bí ẩn này xem ra rất hợp phong cách của Mạc Tử Thâm đây. Hèn chi lại có thể leo nhanh như thế. Từ Ngưng Viên có thể chắc chắn DSM vào năm ngoái vẫn chưa có cái vị trí phó tổng này đâu. Năm nay đột nhiên xuất hiện thêm một vị phó tổng, thật đúng là khiến người ta tò mò mà. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà ga T2, một cô bé chừng 3-4 tuổi, tóc thắt hai bím, đeo ba lô nhỏ hình khủng long. Cô nhóc níu lấy tay người đàn ông tuấn tú đang đi bên cạnh, dùng giọng nói non nớt mà nói.
Bố Tử Thâm, bố Tử Thâm, Tiểu Niệm muốn ăn kẹo bông gòn ạ. Được, lát bà ba mua cho con ăn. Người đàn ông đang đẩy xe, vali đổ đầy ụ, quay lại nhìn cô bé mỉm cười hiền từ. Không được, đồ ngọt không tốt. Tiếng nói tức giận vang lên khiến hai người phía trước giật thót, đồng loạt cúi đầu xuống nhìn dưới đất mà đi. Bước chân người phía sau càng thêm đi nhanh hơn. Mạc Tử Thâm, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi hả? Anh cứ chiều ý Tiểu Niệm, giết rồi nó hư đó. Người phụ nữ xinh đẹp bước vội về phía trước, đi song song với bọn họ. Gương mặt cô nàng sắc sảo, làn da mịn màng, nhan sắc này hoàn toàn không thua kém một cô hoa hậu nào cả. Người phụ nữ đi ngang qua, nhiều người đàn ông ở trong sân bay nhìn theo mà ngơ ngẩn ao ước. Thế nhưng khi họ nhìn thấy người đàn ông và cô con gái nhỏ ở bên cạnh thì lập tức bắt đầu tiếc nuối. Hoa đẹp mà hoa đã có chủ mất rồi. Cái tật nuông chiều Tiểu Niệm của anh khiến cho chúng ta trễ cả chuyến bay luôn rồi. Còn chưa chịu rút kinh nghiệm hả? Người phụ nữ vẫn còn rất tức giận, luôn miệng la mắng người đàn ông. Trễ thì trễ, có sao đâu chứ. Trễ chuyện này thì đã đi chuyện khác, đúng không con gái? Mạc Tử Tâm nói xong thì nhìn qua bên cô bé Niệm Thâm bên cạnh mà nháy mắt nói. Cô bé lập tức cười rộ lên, nhưng vì lo sợ sự giận dữ của mẹ nên không dám đáp lời. Nói hay quá nhỉ, anh thì sung sướng rồi, đáp sân bay là về nhà ngủ ngay. Còn tôi thì sao chứ, còn cuộc hẹn với bên TGV Tích nữa kìa. Người phụ nữ bất mãn, tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tử Thâm. Cũng tại em, là em đòi đi gặp mặt người ta mà. Đồ thứ mê trai trăm năm không bỏ. Em tự chịu trách nhiệm với quyết định của em đi. Mạc Tử Thâm nói xong thì bế luôn Niệm Thâm bò lên xe đẩy. Anh đẩy mạnh một mạch đi thẳng. Chịu thì chịu, ai bắt anh đi đâu chứ. Người phụ nữ dậm chân lầm nhầm, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau hai cha con. Này này, chờ tôi với, Mạc Tử Thâm. Anh phải chờ tôi đến nhà hàng đã, rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Đã hơn giờ hẹn 20 phút mà vẫn chẳng thấy người đâu. Từng ngưng viên tức giận, vẫy tay gọi phục vụ tự order món ăn trước. Mấy năm nay hợp tác chung với Mạc Tử Thâm, coi như từng ngưng viên cũng đã luyện được cái tính chịu đựng sự dè dà của anh ta rồi. Xin lỗi, tôi đến trễ. Một giọng nói êm tai vang lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân trên giày cao gót. Từng ngưng viên ngẩng đầu lên khỏi quyển thực đơn. Khi nhìn thấy người đến thì lập tức sững người. Tim của từng ngưng viên nhảy lên một cái. Cảm giác này là gì vậy? Trong lúc từng ngưng viên đang bối rối thì người phụ nữ trước mặt đã bước đến gần bên anh. Cô cúi người đưa tay về phía từng ngưng viên, mái tóc xoăn dài theo đó mà rủ xuống qua vai. Chào anh, tôi là Phù Dung, phó tổng của DSM. Chắc hẳn anh là Từ tổng nhỉ? Hy vọng hợp tác vui vẻ. Cô gái trước mặt của từ ngưng viên mỉm cười tà mị, mí mắt cong lên, cả thân hình đều toát ra sự hấp dẫn mê người. Trái tim ngu ngốc của từ ngưng viên lại một lần nữa chật nhịp. Thời gian không hề làm cho đóa hoa Phù Dung tàn úa, nó chỉ khiến cho cô trở nên thành thục và sắc sảo hơn. Nếu ngày xưa Phù Dung có thể khiến người khác ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trong sáng, thì giờ đây Phù Dung có thể dễ dàng khiến cho đàn ông quỳ rạp dưới chân mình. Hơn thế nữa, Phù Dung của 4 năm sau đã có thể biết dùng sắc đẹp để khiến cho người khác phải đi tìm đường chết. Phù Dung duy trì trạng thái đưa tay về trước một lúc lâu, thế nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không hề có phản ứng gì cả. Nụ cười trên môi đã cứng, Phù Dung bèn gọi lớn mấy tiếng. Từ tổng, Từ tổng. Từ ngưng viên vẫn không động đậy. Phù Dung nhíu mày, đưa tay ra định đẩy người từ ngưng viên một cái. Nhưng bàn tay còn chưa chạm được vào vai của từ ngưng viên thì anh ta đã đứng bật dậy, gương mặt hoảng hốt. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi thấy anh cứ trơ trơ như người mất hồn, nên tôi mới định lay vai anh thử thôi. Phù Dung rút tay về, nhún nhún vai rồi nói. Từ tổng có vẻ không muốn hợp tác với tôi lắm thì phải. Đến cả bắt tay còn không muốn nữa là. Không dám. Từ ngưng viên trầm giọng, đưa tay về phía chiếc ghế đối diện. Mời cô ngồi. Phù Dung thấy bộ dáng lạnh lùng của từ ngưng viên như vậy thì khẽ cười, sau đó cũng nghe theo lời mời của anh mà đi về chiếc ghế còn lại trên bàn. Phù Dung ưu nhã ngồi xuống, dùng khăn phủ ăn lên trên đùi,
mọi động tác đều toát lên vẻ quý phái, sang trọng không thể nào bắt bẻ. Từ Ngưng Viên nhìn thấy động tác của Phù Dung như vậy thì chân mày càng nhíu chặt hơn. Người phụ nữ này mang cho anh một cảm giác rất kỳ lạ. Từ Ngưng Viên cảm thấy quen thuộc, rồi lại thấy xa lạ. Gương mặt của cô gái này lại có 5 phần giống với Nhạc Thanh Giao. Trên người cô nàng lại luôn có thứ gì đó rất thu hút anh. Từ Ngưng Viên không thể nào lý giải nổi. Rốt cuộc thì Mạc Tử Thâm đã kiếm được cô nàng này ở đâu về vậy chứ? Mục đích của Mạc Tử Thâm là gì? Từ Ngưng Viên không biết rõ quan hệ của người phụ nữ tên Phù Dung này với Mạc Tử Thâm ra sao. Nhưng anh có thể biết được một điều. Người phụ nữ này rất khó đoán và nguy hiểm đối với anh. Cô nàng trông rất vui vẻ hồn nhiên, nhưng bên trong cực kỳ thâm sâu khó dò. Từ Ngưng Viên ngồi thẳng dậy, cả người đều trong trạng thái đề phòng. Từ Tổng đã gọi món rồi à? Phù Dung nhìn về phía quyển thực đơn trước mặt của Từ Ngưng Viên mà hỏi. Tôi mới xem qua thôi. Cô muốn gọi gì thì gọi đi. Từ Ngưng Viên đẩy ngược quyển thực đơn cho Phù Dung, nhàn nhạt mà nói. Hiện tại anh đã chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống rồi. Vậy à? Được thôi. Vậy để tôi gọi món giúp anh luôn. Phù Dung nhàn miệng cười, đưa tay cầm lấy quyển thực đơn, rồi chỉ vào mấy món ăn trên đó. Người nhân viên nhận lệnh, rất nhanh sau đó thức ăn đã được đem ra bàn. Từ Ngưng Viên nhìn những món ăn trên bàn, ánh mắt càng trở nên sâu hơn. Đây chẳng phải đều là những món ăn mà anh thích hay sao? Khẩu vị của cô cũng thật là phong phú nhỉ? Từ Ngưng Viên thử thăm dò. Vậy à? Chắc cũng giống với Từ Tổng mà thôi. Phù Dung chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn Từ Ngưng Viên mà nói. Không hẳn. Từ Ngưng Viên lạnh lùng nói, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn thử một món đầu tiên. Thức ăn vừa bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì Từ Ngưng Viên đã ghét bỏ mà nói. Mặn quá. Từ Ngưng Viên tiếp tục thử món thứ hai, kèm theo câu bình phẩm nhanh chóng. Ngọt quá. Phù Dung ngơ ra, không theo kịp với hành động của Từ Ngưng Viên. Cứ như thế các món ăn mà cô vừa kêu ra theo khẩu vị của Từ Ngưng Viên thì đều bị anh ta chê bai, rồi bảo phục vụ dọn hết xuống. Phù Dung thực sự cảm thấy buồn cười. Cái tính khí khó ở này của Từ Ngưng Viên theo thời gian chỉ có tăng thêm chứ không hề hạ xuống. Từ Tổng quả thật là khó chịu. Nhà hàng người ta 5 sao, mời đầu bếp bên Á bên Âu về đây hết, cũng không thể làm hài lòng anh được rồi. Phù Dung nhìn trước bàn đã không còn một món ăn nào hết, chậm rãi mà phê bình một câu. Quả thật tôi hơi khó ăn một chút, đã khiến cô chê cười rồi. Từ Ngưng Viên hướng Phù Dung nói một câu tiếc nuối, nhưng thái độ hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà chắc Phó Tổng đây cũng không đói đâu nhỉ. Giờ này cũng quá giờ trưa lâu rồi mà. Chúng ta cứ thế bàn chuyện là được rồi. Ăn uống thì là cho có mà thôi, bỏ qua đi. Từ Ngưng Viên tự quyết định, cầm ly rượu bên cạnh lên uống. Bộ dáng hoàn toàn không xem người trước mặt ra gì. Mép môi của Phù Dung giật giật. Người đàn ông này vẫn đáng ghét như xưa. Cô khó khăn lắm mới có thể nở lại nụ cười mà thốt ra một chữ. Được. Phù Dung hít thật sâu, đem những oán hận trong lòng mình nuốt xuống. Gặp gỡ lại Từ Ngưng Viên đúng thật là chẳng vui vẻ gì. Cô vừa đáp máy bay đã chạy qua đây, chưa kịp ăn uống gì hết, bụng đói cồn cào. Thế mà người đàn ông này chê ỏng chê eo, rồi đem hết tất cả thức ăn ném đi. Đúng thật là biết làm khó cô mà. Trên bàn bây giờ chỉ có rượu. Phù Dung rót một ly rồi đưa lên miệng uống cạn. Từ Ngưng Viên đã đặt ly rượu xuống từ bao giờ, híp mắt nhìn Phù Dung nói. Nơi đây cũng chẳng phải quán bar để cho cô Dung đây uống rượu tiêu sầu đâu. Không biết chúng ta có thể bắt đầu nói về dự án đang hợp tác giữa DSM và TG Vitech cho nhỉ? Từ Ngưng Viên là vậy. Anh ta là người không ngừng khiến cho người khác chán ghét. Phù Dung từ 4 năm trước đã rất hiểu rõ chuyện này rồi. Nhưng 4 năm sau gặp lại, một lần nữa vẫn không nhịn được mà khâm phục tài năng này của Từ Ngưng Viên. Được rồi. Chi tiết về dự án tôi chắc Từ Thâm cũng đã nói qua với anh rồi. Chúng ta chỉ cần chốt lại phần trăm chia chắc kèm với thời gian hợp tác là được. Phù Dung lấy lại thái độ nghiêm túc trong công việc mà đáp lời Từ Ngưng Viên. Ít ra thì với dự án này, Phù Dung cũng có chút ít tâm huyết với nó. Cô cũng không muốn công sức của mọi người đổ sông đổ bể vì cái tên khó ưa Từ Ngưng Viên này. Từ Ngưng Viên nghe hai chữ Từ Thâm trong miệng của Phù Dung, trong lòng bỗng dâng lên khó chịu. Xem ra anh đoán không sai,
Giữa người phụ nữ này và tên điên đó có mối quan hệ không hề đơn giản. Trước khi nói đến chưa chắc, chẳng phải bên DSM các cô cần đưa bản mẫu để bên tôi test thực nghiệm trước sao? Từ Ngưng Viên không ngần ngại mà hỏi thẳng lại Phù Dung, thái độ mang theo ít công kích. Phù Dung nhíu mày, cô nhìn ra được tâm tình từ Ngưng Viên hình như lại xấu thêm một chút rồi. Rốt cuộc tên thần kinh này lại bị cái quái gì nữa thế? Dự án lần này mà DSM và TGVTech kết hợp là dự án về chế tạo robot vệ sĩ, những thứ tuyệt đối im lặng và trung thành với chủ nhân của nó. Con người chẳng phải luôn muốn có một thứ phục tùng mình vô điều kiện hay sao? Nhất là những ông lớn, những gia đình quyền quý, nơi mà những cái xấu xa, tội lỗi cần được che đậy. Vệ sĩ là con người, nói gì đi chăng nữa cũng sẽ có xảy ra sai sót, bất trắc. Một robot vệ sĩ sẽ là giải pháp hoàn hảo cho chuyện này. Dự án này hai bên đã cùng hợp tác phát triển hơn 1 năm nay rồi, đến hiện tại đã là thời gian hoàn thiện sản phẩm. Mẫu robot demo chúng tôi sẽ giao cho bên TGVTech trong thời gian sớm nhất. Phù Dung bình tĩnh trả lời. Bao giờ? Tôi cần một thời gian chính xác. Từ Ngưng Viên hỏi tới. Trong vòng 1 tuần. Phù Dung nhướng mày. Được chứ? Được. Vậy 1 tuần sau chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Từ Ngưng Viên đứng dậy, mau chóng kết thúc cuộc gặp mặt. Anh thực sự không muốn ở đây phí thời gian với Phù Dung nữa. Anh ở bên cạnh người phụ nữ này càng lâu, cái sự khó chịu trong lòng anh càng lớn. Từ Ngưng Viên cảm thấy bản thân mình nên tránh xa người phụ nữ này, càng xa càng tốt. Tôi đi trước. Từ Ngưng Viên gật đầu chào cho có lệ, rồi bước ra khỏi bàn, hướng về cửa phòng mà đi thẳng. Nghe nói Từ tổng đã kết hôn rồi đúng không? Phía sau lưng Từ Ngưng Viên lại vang lên tiếng nói của người phụ nữ. Bước chân của anh lập tức khựng lại. Phù Dung nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn vào màu đỏ sóng sánh trong ly mà nói tiếp. Lần sau gặp mặt, hy vọng anh có thể dẫn cô ấy theo được không? Tôi thực sự rất mong chờ được diện kiến từ phu nhân đó nha. Từ Ngưng Viên quay lưng lại, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi uống rượu trên bàn. Trên mặt cô không nhìn ra cảm xúc gì. Cô nghe anh nói. Từ Ngưng Viên cảnh giác mà hỏi. Phù Dung không trả lời, chỉ ngoảnh đầu qua mà nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau, không khí trong phòng như bị rút sạch, khiến người ta cảm thấy bức bối. Tôi không biết cô nghe tin này từ đâu, nhưng tôi có thể nói cho cô biết là cô đã nghe nhầm rồi. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên híp dần lại, nhìn về phía Phù Dung đầy thâm trầm. Tôi vẫn chưa kết hôn. Vậy sao? Phù Dung bật cười, lại quay đầu nhìn về phía ly rượu trong tay mình. Vậy chắc là tôi nhầm với Từ tổng nào, chứ không phải là Từ Ngưng Viên anh rồi. Thật là ngại quá. Phù Dung vẫn tỏ ra bình thường mà đối đáp với Từ Ngưng Viên, môi đỏ mỉm cười, ánh mắt đầy tà mị. Thế nhưng bàn tay đang cầm ly rượu ở góc khuất mà Từ Ngưng Viên không thấy được đang dần siết chặt lại. Từ Ngưng Viên chưa kết hôn, vậy Nhạc Thanh Giao thì là cái gì chứ? Tôi thấy cô nên bớt uống rượu đi. Uống nhiều có thể gây ngu người đó. Từ Ngưng Viên quăng lại một câu nói đầy hàm ý mắng chửi, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Nụ cười trên môi của Phù Dung tắt hẳn. Phù Dung cảm thấy rất may là Từ Ngưng Viên đã biến mất trước mặt cô thật nhanh. Chứ nếu như anh ta vẫn còn đang ở lại căn phòng này, cô sợ sẽ dùng cái ly rượu này mà ném vỡ đầu anh ta mất. Cơm trưa không được ăn, lại uống một đống rượu. Phù Dung ôm cái bụng đầy đau đớn của mình mà trở về căn hộ đứng tên cô tại cái thành phố này. Thật ra căn nhà này là Mạc Tử Thâm đứng ra mua, anh ta trả tiền nhưng người đứng tên lại là Phù Dung. Mạc Tử Thâm nói đây là tiền lương của cô trong 2 năm làm tại DSM. Tiền lương 2 năm đi làm thực sự mua được căn hộ chung cư cao cấp thế này á? Phù Dung còn chưa ngây thơ đến như vậy đâu. Phù Dung biết Mạc Tử Thâm chỉ có ý tốt để nói cho cô khỏi ngại. Căn hộ này anh đã chắc chắn nhét cho cô rồi. Phù Dung từ chối mãi nhưng không được, cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Dù sao thì món nợ mà cô nợ Mạc Tử Thâm cả đời này cũng trả không hết. Thêm một căn hộ sang trọng này thì thấm vào đâu chứ? Em đi ăn trưa với Từ Ngưng Viên có một buổi thôi, mà sao lại mang cái bộ dáng sống dở chết dở này trở về nhà rồi hả? Mạc Tử Thâm nhìn về phía Phù Dung đang nằm vất vưởng trên ghế sofa mà mắng. Bộ dáng của anh không khác gì người vợ cằn nhằn, người chồng đi uống rượu say về nhà. Đau bụng. Phù Dung bĩu máu nhìn Mạc Tử Thâm, ánh mắt rưng rưng. Mạc Tử Thâm thở dài, sự tức giận vừa nãy lập tức tiêu tan. Anh đi về phía hộp cứu thương trong nhà, lấy thuốc đau bao tử,
và ly nước ấm đem lại cho Phù Dung. Dậy uống đi này. Mạc Tử Thâm đỡ Phù Dung dậy, giọng nói còn có chút giận dỗi. Thật không hiểu thời gian trước đó không có tôi, làm sao em sống được đấy hả? So với Tiểu Niệm thì em còn khiến người ta cảm thấy không yên tâm hơn đó, biết không? Phù Dung uống thuốc mà Mạc Tử Thâm đưa đến, sau đó lại ngã ra ghế mà nằm. Cô liếc nhìn Mạc Tử Thâm đang ngồi bên cạnh, trong lòng mắng thầm. Anh ta mới lấy giúp cô một viên thuốc chút xíu thôi, vậy mà đã làm như đứng cứu thế trách cứ cô rồi. Gã đàn ông này có chứng bệnh hoang tưởng, cô cũng lười cãi lại. Tiểu Niệm đâu rồi? Phù Dung nghe Mạc Tử Thâm nhắc tới Niệm Thâm thì mới nhớ ra nãy giờ cô về vẫn chưa thấy con bé đâu cả. Tiểu Niệm ngủ rồi, Mạc Tử Thâm trả lời cô, rồi cầm cốc nước mà Phù Dung uống sạch đem đi cất. Bé lại mệt nữa à? Phù Dung bật dậy, lo lắng mà hỏi lại Mạc Tử Thâm. Cô vội vàng đi về hướng phòng ngủ, muốn vào thăm con gái của mình. Tiểu Niệm lần đầu tiên đi máy bay, lại là tuyến đường dài nên mệt thôi, em không cần phải lo lắng. Tiếng nói của Phù Dung đuổi theo phía sau lưng của Phù Dung, nhưng cô nàng đã biến mất khỏi phòng khách. Phù Dung nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Trong phòng không thắp đèn, rèm cửa kéo lại. Trong ánh sáng lờ mờ đó, cô nhìn thấy gương mặt Niệm Thâm đang ngủ thật ngon. Mí mắt con bé rất dài, sống mũi thật cao, nhìn ra được tương lai chắc chắn là một đại mỹ nhân. Thế nhưng hơi thở của bé lại không được ổn định lắm. Phù Dung vội vàng đi đến bên cạnh mà khẽ vuốt ve ngực cho cô bé. 9 tháng mang thai Niệm Thâm cũng là 9 tháng Phù Dung nằm trên giường bệnh. Tính mạng này của Phù Dung là do Mạc Tử Thâm nhặt về từ nơi của thần chết. Đứa bé gái này ra đời không khác gì kỳ tích cả. Phù Dung mang ơn của Mạc Tử Thâm, cả đời này cô đều sẽ nhớ. Vì vậy mà Phù Dung quyết định đặt tên cho con gái mình là Niệm Thâm. Những năm tháng sống không bằng chết đó, Phù Dung đã khiến cho Mạc Tử Thâm phải lo khổ nhiều. Mạc Tử Thâm đã phải hy sinh rất nhiều, dùng mọi cách để có thể vực Phù Dung sống dậy. Cô luôn cảm thấy rất có lỗi với Mạc Tử Thâm. Ngoài ra còn một người mà Phù Dung cảm thấy có lỗi nữa, đó là đứa con gái nhỏ này của cô. Giây phút Phù Dung buông bỏ mọi thứ năm ấy, cô cũng đã lựa chọn buông bỏ đứa bé. Cơ thể của cô mất máu quá nhiều. Dù Mạc Tử Thâm đã dùng rất nhiều nỗ lực để bồi bổ và truyền máu cho Phù Dung, thế nhưng đứa bé trong bụng vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ lúc Niệm Thâm sinh ra thì sức khỏe đã rất kém, trên người mang nhiều bệnh. Phù Dung thực sự không phải là một người mẹ tốt. 4 năm nay Mạc Tử Thâm chăm sóc Niệm Thâm còn tốt hơn cô. Thời gian Mạc Tử Thâm ở bên con bé cũng nhiều hơn cô. Niệm Thâm nhỏ nhắn ở trên giường như biết đang có mẹ ở bên cạnh, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc. Phù Dung ôm lấy Niệm Thâm vào lòng, rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến lúc Mạc Tử Thâm ghé vào xem thử thì đã thấy hai mẹ con ngủ say rồi. Cả hai đều đang cười vui vẻ. Anh thở dài, đắp mền ngay ngắn cho Phù Dung và bé Tiểu Niệm, rồi khép cửa rời đi. Mạc Tử Thâm thực sự không biết quyết định quay trở về nước lần này của Phù Dung là đúng hay sai. Vì sao Phù Dung không thể nào bỏ hết tất cả để cùng anh sống một cuộc sống bình an đến già cơ chứ? Chào Tổng Giám Đốc. Chào Phó Tổng. Phù Dung đi cùng với Mạc Tử Thâm vào công ty DSM. Những người nhân viên lập tức cúi đầu chào hỏi. Mạc Tử Thâm vẫn cười cười trêu ghẹo vài cô bé xinh đẹp. Phù Dung đi bên cạnh mà mặt lạnh tanh. Mọi người trong công ty thi nhau đồn Phù Dung và Mạc Tử Thâm là một cặp. Phù Dung thở dài, nếu Mạc Tử Thâm thực sự là người yêu cô, chắc cô phải đem cái đó của anh ta cắt bỏ thì mới yên tâm nổi quá. Người đàn ông này là một tên trăng hoa, gái gú xung quanh không bao giờ thiếu. Phù Dung nhìn về phía Mạc Tử Thâm đang ôm vai một cô em vui vẻ nói chuyện. Nhìn cái bộ mặt háo sắc của anh ta, cô cảm thấy nhức đầu. Tên này bao giờ mới có thể trưởng thành được đây chứ? Mạc Tử Thâm, anh vào phòng làm việc ngay cho tôi. Phù Dung gầm lên một tiếng rồi chủ động mở cửa phòng tổng giám đốc mà đi vào trước. Tiếc quá, vợ anh gọi vào làm việc rồi. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Mạc Tử Thâm lưu luyến vuốt nhẹ trên vai của người con gái, sau đó thì nghiêm chỉnh đi vào phòng làm việc. Em gọi tôi có chuyện gì à? Mạc Tử Thâm nhìn Phù Dung đang ngồi bên máy tính, vui vẻ mà nói. Thu lại cái bộ dáng chơi bời của anh đi, ở đây là công ty đó. Phù Dung nhăn mặt. Sao thế, em ghen à? Mạc Tử Thâm cười khúc khích, tiến đến bên cạnh Phù Dung. Anh đưa tay ra định vòng qua vai của cô thì lập tức đã bị Phù Dung đập cho một phát.
đau điếng. Này, đau đó. Mạc Tử Thâm ôm bàn tay bị đánh mà nhăn nhó. Người gì mà hung dữ thế không biết. Nếu đang là ở ngoài đường, anh muốn ôm ấp bao nhiêu gái đẹp tôi đều sẽ không can thiệp. Phù Dung lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính nghiêm túc. Nhưng đây là ở công ty, anh nghiêm chỉnh lại cho tôi. Cút về bàn làm việc ngay đi. Mạc Từ Thâm thấy bộ dáng làm việc của Phù Dung thì không dám quấy rầy cô nữa. Anh lẩm nhẩm trong miệng mấy câu rồi cũng ngoan ngoãn trở về bàn của mình. Phù Dung trở về nước vẫn chưa có phòng làm việc riêng, vì vậy cô tạm thời sử dụng chung văn phòng với Mạc Tử Thâm. Phù Dung kiểm tra xong một bảng tài liệu, ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Tử Thâm cũng đã tập trung vào làm rồi. Trong lòng Phù Dung khẽ thở dài một tiếng. Mạc Tử Thâm là một nhân tài, anh ta nếu chịu nghiêm túc chắc chắn sẽ có chỗ đứng không nhỏ trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng Mạc Tử Thâm luôn tạo cho mình một cái vẻ bề ngoài ăn chơi trác táng, một gã vô dụng. Anh gặp gái xinh đều sẽ tiến đến trêu ghẹo, nói chuyện làm quen. Người ta nhìn vào Mạc Tử Thâm đều sẽ nghĩ gã này là một tên dâm dục. Phù Dung cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng qua mấy năm ở bên cạnh, Phù Dung lại phát hiện ra một điều, Mạc Tử Thâm thế mà lại là trai tân. Lúc Phù Dung biết được chuyện này đã cười đến suýt ngất. Mạc Tử Thâm giận dữ mà đạp cửa bỏ đi 2 ngày không về nhà. Cuối cùng Phù Dung phải đi năn nỉ, thề sẽ không bao giờ nói ra với ai khác, thì Mạc Tử Thâm mới chịu trở lại bình thường. Mạc Tử Thâm ôm gái, hôn gái, sờ mó gái thì nhiều vô số kể, thế nhưng lại chưa bao giờ thực sự lên giường với một cô nàng nào cả. Phù Dung cảm thấy thực sự không hiểu nổi, Mạc Tử Thâm phải làm cái vỏ bọc bên ngoài của mình như vậy để làm gì chứ? Phù Dung lắc lắc đầu, nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, cô nên lại tập trung vào những con số trên màn hình trước mặt thì hơn. Dầm. Mạc Tử Thâm đập bàn một cái rồi giận dữ. Mẹ, còn TL247 lại ăn cắp dữ liệu bên mình nữa rồi. TL247 là một đám chuyên gia ăn cắp. Công sức người khác tạo ra sản phẩm cứ thế bị nó sao chép rồi tung ra thị trường. Đúng là mặt dày mà. Chuyện này đối với công ty công nghệ nào cũng có thể gặp phải, nhưng Mạc Tử Thâm vẫn không nhịn được mà mắng chửi. Phù Dung liếc nhìn về phía Mạc Tử Thâm đang giận dữ, bàn tay vẫn không ngừng múa trên bàn phím. Xong rồi, Phù Dung bỗng dưng nói lên một câu. Em làm gì thế? Mạc Tử Thâm nhíu mày khó hiểu. Tung clip XX của thằng chủ bên đó lên trên mạng. Phù Dung nhếch miệng cười tỉnh bơ mà nói. Hả? Mạc Tử Thâm nghệt mặt ra. Làm sao em có được clip đó? Vô tình đi dạo mà thấy thôi. Phù Dung nhún nhún vai, tỏ ra vô tội. Đối với cái thứ cặn bã như cái đám TL247 thì có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Tốt nhất là để thiên hạ tự nhìn thấy cái xấu xa của bọn chúng. Mạc Tử Thâm đen mặt, không thể tưởng tượng nổi Phù Dung đã xem những thứ dơ bẩn như vậy. Cô nàng này quá hư rồi. Ai cho em xem mấy cái này? Anh nói nhiều quá. Mạc Tử Thâm định càm ràm thì đã bị Phù Dung chen vào nói trước. Chuyện bọn TL247 cứ để bên luật sư xử lý, trước sau gì bọn chúng cũng vô tù thôi. Còn giờ thì mau đi thôi, đến giờ rồi. Phù Dung đứng dậy, xách túi xách, rồi dứt khoát kéo Mạc Tử Thâm đi ra khỏi công ty DSM. Này, em đi đâu đó hả? Anh quên là chúng ta có hẹn với bên cung ứng linh kiện sao? Hai người đã đến bãi đỗ xe, Phù Dung mở cửa ngồi vào ghế bên trước, sau đó hất mặt nói với Mạc Tử Thâm. Còn để mệt gì nữa, mau lái xe chạy đi. Sao tôi cảm thấy tôi giống tài xế riêng của em quá vậy? Sai đến thuận miệng thế cơ mà. Mạc Tử Thâm cằn nhằn nhưng vẫn làm theo lời của Phù Dung. Anh chui vào ghế lái, khởi động xe chạy đi. 4 năm rồi Phù Dung mới trở lại nơi này, đường xá vẫn không hề thay đổi gì cả. Có chăng chỉ là lòng người thay đổi mà thôi. Phù Dung nhìn khung cảnh hai bên người, thậm chí bỗng trở nên mông lung. Dù muốn dù không, cô vẫn phải tiếp tục sống tiếp. Xe chạy đến nơi, Mạc Tử Thâm tắt máy. Anh nhìn sang, cô nàng bên cạnh ngồi im không nhúc nhích. Này, sao còn chưa chịu xuống xe đi? Hả? Phù Dung ngơ ngác nhìn lại anh. Không phải khi nãy em còn hối tôi bảo trễ giờ rồi sao? Giờ đến chỗ xưởng cung ứng linh kiện rồi thì lại không chịu xuống. Mạc Tử Thâm nhíu mày khó hiểu. Phù Dung gật đầu, trí óc dần trở nên tỉnh táo lại. Xuống thôi. Mạc Tử Thâm lắc lắc đầu, sau đó chủ động bước xuống trước. Anh đi vòng qua mở cửa xe cho Phù Dung. Anh vào trước đi, tôi trang điểm lại chút đã.
Phù Dung nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong kính xe mà nói. Phụ nữ đúng là phiền phức thật. Mạc Tử Tâm bĩu môi, nhưng lại một lần nữa thuận theo ý muốn của Phù Dung mà rời đi trước. Phù Dung lấy hộp phấn ra, dặm thêm lên mặt để che bớt đi sự thất thần trong đáy mắt. Một bóng một dáng lướt qua đuôi xe, lọt vào kính chiếu hậu. Hộp phấn trên tay của Phù Dung lập tức rớt xuống. Cô vội vàng để cửa xe mà chạy đuổi theo. Thế nhưng không kịp, người đàn ông khi nãy đã mất dấu nơi khúc ngoặt. Là hắn. Bàn tay của Phù Dung siết chặt lại đến trắng bệch, gương mặt đầy giận dữ. Cô có thể nhìn ra được bóng lưng của người đàn ông đó, bóng dáng y đúc giống như trong trí nhớ của cô. Phù Dung suy nghĩ một chút, quay đầu đi ngược lại phía nhà xưởng. Người đó đi từ trong đi ra, bên trong chắc chắn có người biết được hắn ta là ai. Phù Dung bước vội vã vào xưởng linh kiện. Trên đường đi đụng trúng mấy người, cô cũng không dừng lại xin lỗi. Phía sau lập tức vang lên vài câu mắng chửi khó nghe. Phù Dung, em đi đâu vậy? Cánh tay Phù Dung bị nắm chặt lại, kéo ngược cơ thể cô về bên cạnh. Mạc Tử Tâm nhìn thần sắc trên mặt của Phù Dung thì cực kỳ lo lắng. Sao lại trở thành bộ dáng vô hồn này rồi? Tử Tâm. Phù Dung nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô gái đang tìm kiếm thứ gì ở trong cái xưởng này của tôi à? Nếu không thì nói ra thử xem. Nếu tôi biết thì sẽ chỉ cho cô đỡ mất công đi tìm. Một gã đàn ông bụng phệ thấp người bước tới, đầu gã để trọc, râu quai nón xùm xòa, nhìn không mấy thiện cảm. Người này là? Phù Dung nước mắt về phía Mạc Tử Thâm mà hỏi. Đây là trưởng quản ở xưởng linh kiện này, em có gì thắc mắc thì cứ hỏi thẳng ông ta xem. Mạc Tử Thâm đứng sát bên cạnh Phù Dung, hoàn toàn là một bộ dáng bảo hộ cho cô. Ra là trưởng quản. Xin lỗi vì khi nãy tôi có hơi thất thố rồi. Phù Dung lập tức lấy lại bộ dáng trong công việc của mình. Cô bước lên một bước, đưa tay ra bắt tay về người đàn ông đó rồi nói tiếp. Khi nãy tôi có nhìn thấy một người bạn cũ của mình đi từ trong xưởng ra ngoài. Không biết là trưởng quản đây có quen với người đó hay không. Anh ta cao, gầy, mặc áo vest dài màu xám, vừa mới rời khỏi đây thôi. Áo vest dài màu xám á? Ở đây bọn tôi ai cũng làm việc đổ đầy mồ hôi, ai lại mặc áo vest bao giờ nhỉ? Người đàn ông râu ria suy nghĩ một chút, sau đó thì lập tức vỗ tay một cái. À, chắc là cô đang nói đến vị giám đốc chiến lược của TG Vitech đúng không? Giám đốc chiến lược của TG Vitech? Phù Dung nhíu mày, trong đầu thắc mắc. Nếu tôi không lầm thì TG Vitech trước đến giờ chỉ cung ứng phần mềm điện tử, chưa bao giờ cần lắp ghép máy móc gì cả. Anh ta đến đây để làm gì chứ? Hả? Người đàn ông đảo mắt, trong lòng chột dạ. Hình như ông ta vừa nói sai chuyện gì rồi thì phải. Chuyện này thì tôi cũng không biết. Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Hai người cứ đến bên kho nhận số linh kiện đã đặt trước là được nhá. Tạm biệt. Trưởng quản lập tức nói xong vội vàng bước đi. Đứng lại. Phù Dung nói lớn. Mạc Tử Thâm đang đứng bên cạnh Phù Dung lập tức hiểu ý mà chạy nhanh tới, nắm cổ áo của người đàn ông kia mà kéo lại. Anh là trưởng quản ở cái xưởng này, có người bên ngoài vào đây làm gì mà anh không biết? Anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà lại nói ra những lời lừa gạt ngu ngốc như vậy hả? Mặt mũi của Phù Dung đã không còn tươi cười nữa. Hiện tại con mắt sắc bén của cô khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Phù Dung bộ dáng của hiện tại thực sự rất đáng sợ. Nói đi, người đàn ông đó đến đây làm gì? Hai người muốn làm gì vậy hả? Tôi không biết gì hết. Bỏ bông tôi ra. Người đàn ông nói lớn, cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp. Mạc Tử Thâm nhăn mặt, nhanh chóng cầm lấy cánh tay của gã đàn ông mà bẻ gập về sau. Rắc. Tiếng xương bị sai khớp vang lên rõ rệt, kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn của người đàn ông. Này, tôi khuyên ông là khi bọn tôi còn đang hỏi chuyện tử tế thì nói hết ra đi. Danh tiếng của Mạc Tử Thâm tôi cũng không phải tốt đẹp gì lắm đâu. Nếu như tôi muốn đánh ông ở đây, ai dám ngăn cản? Mạc Tử Thâm hừ lạnh, ghé vào lỗ tai của người đàn ông mà nói nhỏ. Cả người của gã ta lập tức run lên. Mạc Tử Thâm là một tên điên, ai cũng biết điều đó. Mấy năm nay tâm tình lại càng thêm ác liệt hơn. Người nào khiến Mạc Tử Thâm không vừa mắt liền bị anh ta đánh cho đến khi nhập viện. Nhưng Mạc Tử Thâm vẫn có thể nhờn nhơ chơi bời, không ai làm gì được anh ta cả. Tuy không ai rõ ràng được lý do, nhưng bọn họ biết một điều,
thế lực đằng sau của Mạc Tử Thâm phải rất lớn. Anh ta chuyên đến đây để bán những phần mềm demo của TGVTech. Bên bọn tôi đem nó bán lại cho những bên cần, sau đó chia lợi nhuận. Chỉ có như vậy thôi. Gã trưởng quản đem mặt mà nói. Chỉ có như vậy thôi sao? Phù Dung vẫn cảm thấy không đúng lắm. Lén bán demo ra bên ngoài để thu lợi nhuận thì được bao nhiêu đồng chứ? Nếu thực sự đúng là người mà cô đang tìm thì không thể làm những chuyện còn như vậy được. Lão già ngoan cố. Mạc Tử Thâm đá mạnh vào đầu gối. Người đàn ông lập tức khuỵu xuống sàn. Mạc Tử Thâm lại tung thêm một cú đá vào bụng. Hắn ta lập tức rên rỉ. Đừng đánh nữa, tôi nói. Gã trưởng quản lập tức hét lên, mặt mũi tái mét. Nếu chủ nói ngay từ đầu, không phải là tốt hơn sao? Thật là ngu ngốc. Mạc Tử Thâm lúc này mới hài lòng, điệu bộ thương tiếc nói mấy câu. Sau đó anh phủi phủi bụi đất dính trên mũi giày, quay trở lại đứng bên cạnh Phù Dung. Nói đi. Người đàn ông ôm bụng run rẩy ngồi dậy. Phía xung quanh có vài ba người công nhân nhìn về phía ông, nhưng chẳng ai dám đến khuyên can gì cả. Đôi nam nữ phía trước vẫn đang nhìn chằm chằm mà chờ ông lên tiếng. Ông ta biết nếu như ông ta không nói sự thật, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cho ông. Người trưởng quản chỉ có thể khai báo sự thật. Giám đốc sáng tạo của TGVTech tên là Carlos Khương Vũ. Hắn ta vừa vào TGVTech làm được 2 năm. Thế nhưng thế lực không nhỏ, dã tâm lại lớn. Khương Vũ thường tuồn các bí mật của TGVTech ra ngoài để bán lấy tiền. Anh ta còn thường xuyên làm giả sổ sách, khống số liệu, khống doanh số. Các hợp đồng Khương Vũ đem về cho TGVTech nên đến con số khổng lồ. Thế nhưng không biết đến mấy phần là thật. Người trưởng quản này chỉ là bên trung gian giúp anh ta móc nối người có nhu cầu. Ông ta ăn hoa hồng của Khương Vũ rồi giới thiệu người, nhưng không hề dính líu gì đến các vụ làm ăn này cả. Vì vậy nếu sự việc có đổ bể, gã trưởng quản cũng không bị kết tội. Thế nhưng đúng là những gì ông ta biết về việc xấu của Khương Vũ là không ít. Chỉ có điều nói miệng mà không có bằng chứng thì làm gì được chứ. Em tìm hiểu về người đàn ông đó làm gì vậy? Mạc Tử Thâm tranh thủ lúc dừng đèn đỏ mà hỏi Phù Dung. Hai người sau khi hỏi được thông tin, lấy hàng đã đặt thì cũng lập tức rời khỏi xưởng cung ứng linh kiện. Chuyện anh ta khá giống với một người mà tôi đang muốn tìm thôi. Phù Dung trả lời qua loa rồi nói sang chuyện khác. Vụ việc của người đàn ông này nếu bị phanh phui ra thì TGVTech chắc bị khủng hoảng không nhỏ nhỉ? Mạc Tử Thâm không trả lời, chỉ lặng lặng liếc sang Phù Dung. Anh có thể nhìn ra Phù Dung không muốn nói rõ với anh về người mà cô đang tìm kiếm. Lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh sao? Em muốn làm gì tôi đều sẽ không ngăn cản em, nhưng nhất định phải cẩn thận đó, biết không? Mạc Tử Thâm trầm giọng dặn dò. Dạ vâng. Phù Dung khẽ đáp, cúi đầu che đi những tăm tối trong đáy mắt. Cô đã nợ Mạc Tử Thâm quá nhiều rồi, có những chuyện cô nên tự tay xử lý thì sẽ tốt hơn.